anh chị em nào sử dụng sâu KK300 muốn chỉnh âm thanh hay có thể tham khảo cái video này của em nhé. Thì đầu tiên núm to đùng này chính là độ vang của mic. Tùy theo mỗi bài hát mà chúng ta sẽ vặn cái độ vang này tùy biến nha. Ví dụ những bài nhạc trẻ chúng ta cần ít độ vang thôi, chúng ta chỉ cần vặn hướng 1-2 giờ là chúng ta có thể hát rất là hay rồi. Những bài nhạc vàng thì chúng ta vặn to lên một chút nữa, đó tầm khoảng hướng 3-4 giờ thì độ vang nó sẽ sâu hơn, hát nó sẽ hay hơn. Ba cái núm phía trên này gồm núm này, núm này, núm này chúng ta sẽ không dùng đến, không cần điều chỉnh mọi người nha. Tiếp theo, đây là âm bổng của mic. Anh chị tưởng tượng càng vặn núm này lên cao thì giọng của chúng ta sẽ càng sáng hơn, càng rõ hơn. Đó. Núm bên này sẽ ngược lại, càng vặn núm này lên cao thì giọng của chúng ta sẽ càng trầm hơn, càng ấm hơn. Đối với chị em phụ nữ mà giọng the thé thì chúng ta sẽ giảm cái này tầm khoảng hướng 1-2 giờ và tăng cái ấm này lên tầm khoảng hướng 3-4 giờ nhé. Đối với đàn ông mà giọng trầm ấm thì chúng ta sẽ lại tăng cái này lên tầm khoảng hướng 3-4 giờ và giảm cái này xuống tầm khoảng hướng 1-2 giờ. Đó, phụ nữ và đàn ông thường thường nó sẽ ngược nhau. Tất nhiên là tùy vào giọng của mỗi người. Anh chị em muốn sáng tiếng hơn hoặc muốn ấm tiếng hơn thì chúng ta sẽ tùy biến theo giọng của chúng ta nhé. Hai núm này tuy là điều chỉnh nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến giọng của chúng ta đâu, nên là chúng ta chỉnh cơ bản thôi, không có gì là tuyệt đối đâu mọi người nhé. Còn đây là âm lượng của micro, chúng ta sẽ vặn to lên tầm khoảng hướng 3-4 giờ để chúng ta nói rõ hơn. Tuyệt đối không vặn hết cỡ, như vậy có thể gây ra hiện tượng rè của mic mọi người nhé. Và cuối cùng, đây là âm lượng tổng này chúng ta sẽ để tầm khoảng hướng 3-4 giờ thôi. Như vậy là ok rồi mọi người nhé. Mọi người lưu ý, đây là thanh gạt điều chỉnh âm lượng livestream, chúng ta để gần hết cỡ lên cho em nhé. Còn ngay bên cạnh là âm lượng to nhỏ của nhạc, chúng ta cũng tùy chỉnh, cũng để gần hết cỡ lên cho em nhé.